Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố 3 bị can về tội mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép gần 2 kg ma túy. Đối tượng Hoàng Mạnh Hải, sinh năm 2004, bị Công an tỉnh Quảng Bình bắt quả tang khi đang vận chuyển hơn 1.815 gram ma túy loại ketamin. Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình thi hành lệnh khám xét khẩn cấp và bắt và lệnh giữ người đối với Nguyễn Văn Thủy, sinh năm 1992, và Hoàng Văn Tiến, sinh năm 2001, thu giữ một súng bắn đạn cao su cùng 4 viên đạn. Thưa quý vị, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh lập 5 tổ công tác đồng loạt khám xét 6 địa điểm, bắt giữ 41 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng. Cơ quan điều tra đã làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng để cho vay lãi nặng là khoảng 400 tỷ đồng với 100.000 lượt người vay trên khắp cả nước, mức lãi suất cao nhất tương đương 350% một năm. Số tiền các đối tượng thu lợi bất chính khoảng 120 tỷ đồng. Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang mở rộng xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngày hôm nay, Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện và bắt giữ 2 tàu cá sử dụng lưới giã cào đánh bắt hải sản trái phép. Cụ thể, vào lúc 9 giờ 16 phút tại khu vực cách bờ biển xã Phú Hải, huyện Phú Vang 10,8 hải lý, kíp tàu tuần tra của Hải đội 2 phát hiện 2 tàu cá mang số hiệu QNG 92796TS và QNG 92197TS do bà Nguyễn Thị Hường, trú tại xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi làm chủ, cùng 16 thuyền viên đang sử dụng lưới giã cào đánh bắt hải sản trái phép. Kíp tuần tra đã tiến hành lập biên bản tạm giữ người và phương tiện, dẫn giải về cảng Chân Mây, huyện Phú Lộc để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án đối với nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa dối khách hàng và chứa chấp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Qua công tác đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng tổ công tác của Cục Cảnh sát Giao thông phát hiện nhiều hồ sơ thuộc diện đăng ký xe lần đầu có dấu hiệu bất thường. Kiểm tra thực tế, phát hiện có dấu hiệu mài, đục lại số khung, số máy. Nguồn gốc các xe mô tô từ hệ thống cửa hàng bán xe máy Tân Tiến ở huyện Bình Chánh và Hóc Môn do Bùi Văn Tân, sinh năm 1983, làm chủ. Khám xét các địa điểm liên quan, công an tạm giữ 290 xe máy, trong đó có 142 xe bị đục số khung, số máy. Từ năm 2021, Tân móc nối thu mua các xe máy không rõ nguồn gốc. Để hợp thức hóa, Tân thu mua các phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô, sau đó mài, đục lại số khung, số máy mới cho trùng khớp. Chỉ trong năm 2023, hai cửa hàng của Tân đã tiêu thụ 1.500 chiếc, thu lợi khoảng 15 tỷ đồng. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố Bùi Văn Tân cùng 8 người khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời gian qua, trên toàn quốc, cơ quan chức năng thông qua tuần tra kiểm soát đã lập chuyên án đấu tranh và phát hiện bắt giữ hàng chục vụ việc liên quan đến các hành vi tàng trữ, sản xuất, vận chuyển trái phép, thu giữ số lượng lớn các loại pháo nổ. Tại một số địa phương thì đã xảy ra những vụ nổ do quá trình chế tạo sản xuất pháo gây thương vong về người. Thực trạng đáng lo ngại này chính là lời cảnh báo để các cơ quan chức năng cấp có thẩm quyền có sự đánh giá đúng đắn và tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm đấu tranh ngăn chặn hành vi vi phạm trong lĩnh vực này. Mới đây tại Ninh Bình đã xảy ra vụ nổ do chế tạo pháo bán trong dịp Tết khiến 2 người tử vong. Tại Thanh Hóa thì 3 đối tượng đã thiết kế một căn hầm bí mật ngay trong nhà để làm nơi sản xuất pháo nổ. Cơ quan công an đã thu giữ tại căn hầm 54,8 kg các loại chất bột tạo màu cho pháo, 10 kg các hạt tạo màu cho pháo, 2,2 kg thuốc nổ, 7 kg ống pháo bằng giấy cùng nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan dùng cho việc sản xuất pháo. Đặc biệt trong thời gian gần đây, các đối tượng đã tung ra thị trường hàng trăm hộp pháo giả nhãn mác pháo của nhà máy Z121 để bán ra thị trường, đánh lừa người tiêu dùng. Dàn bé thì 20-30 nghìn, dàn to thì anh ấy cho 50, thì bảo là pháo quốc phòng thì không sao, với lại là có nguồn gốc sản xuất, nhưng mà em thì cũng nghi rồi. Anh bán như này là chắc chắn sẽ kiểu gì cũng sai pháp luật. 100 ống thì nhà máy cũng chưa sản xuất thêm 100 ống. Hiện nay nhà máy chỉ sản xuất là loại 25 ống và loại 36 ống. Còn tất cả các loại dàn mà kích thước cỡ ống nhiều hơn thì hiện nay nhà máy chưa sản xuất của loại này. Cái này thì chúng tôi khẳng định đây là cái hàng nhái nhãn mác của nhà máy.
Liên tiếp trong thời gian qua, trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ sản xuất, mua bán trái phép pháo hoa, pháo nổ, gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đáng báo động có những đối tượng tham gia còn rất trẻ, đang ở tuổi vị thành niên. Các cháu học sinh cũng như là các thanh thiếu niên ở tuổi dưới 18 thì này, tự chế tạo pháo, tự lên mạng mua các cái hóa chất về để trộn và tạo ra cái thuốc pháo và chế tạo ra pháo. Sử dụng thì đã gây ra rất nhiều các vụ tai nạn. Năm nay là cái tình trạng đấy là diễn ra là cũng tương đối nhiều. Thực tế đã cho thấy những hệ lụy từ hành vi vi phạm liên quan đến sản xuất, tàng trữ pháo nổ là rất nặng nề. Người mất mạng, người tổn thương mất sức lao động và trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, người dân tuyệt đối không mua pháo lậu, pháo không rõ nguồn gốc xuất xứ để sử dụng, bởi đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu trục lợi và thậm chí mang lại hậu quả nghiêm trọng cho chính bản thân mình. Thưa quý vị, hiện nay việc buôn lậu qua biên giới Lạng Sơn đã được hạn chế do Trung Quốc xây dựng hàng rào cứng. Tuy nhiên, nhiều đối tượng đã quay sang thực hiện các hành vi vi phạm trong quá trình khai báo, làm thủ tục hải quan với nhiều thủ đoạn tinh vi như khai sai về tên hàng, số lượng, chủng loại, mã số hàng hóa, nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng đủ điều kiện. Với thực tế này, nhiều đối tượng đã quay sang thực hiện hành vi vi phạm trong quá trình khai báo làm thủ tục hải quan với nhiều thủ đoạn tinh vi như khai sai về tên hàng, số lượng, chủng loại, mã số hàng hóa, nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu. Trong công tác hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, thì trong quá trình triển khai thực hiện, chúng tôi đã phát hiện ra một số những cái trường hợp gian lận thương mại thông qua cái việc lợi dụng hàng hóa và phân luồng tờ khai như luồng xanh, luồng vàng, và một số các loại hình hàng hóa xuất khẩu như là hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu, hàng vận chuyển độc lập, thì doanh nghiệp đã lợi dụng và các hình thức gian lận là khai sai về số lượng, chủng loại, tên hàng, xuất xứ và vấn đề về liên quan sở hữu trí tuệ. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, tăng cường thiết bị hiện đại vào công tác như việc soi chiếu để kiểm soát cái hoạt động xuất nhập khẩu. Trong quá trình thực hiện thì trong năm vừa rồi thì cũng cái vi phạm nó phát hiện được cái số lượng cũng trên 1.200 vụ việc, thì chủ yếu là cái việc gian lận qua cái việc khai báo thuế VAT từ 10% về 8%, trị giá mà chúng tôi tiền xử phạt là trên 6 tỷ đồng. Để ngăn chặn có hiệu quả các đối tượng buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và nhập nhèm trong việc khai báo, Cục Hải quan Lạng Sơn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục bám sát chỉ đạo của các cấp, tăng cường tuần tra kiểm soát, nắm tình hình, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài ngành, đồng thời tăng cường sử dụng máy soi container và các trang thiết bị để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ các loại hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, gian lận trong hoạt động xuất nhập khẩu.